hay là dưa leo Nhật nha. Dưa leo Nhật á, thì nó sẽ có cái màu đậm, màu rất là đậm và nó dài, và ăn ở trong rất là non luôn. Nó dài màu xanh đậm và non chứ không có già nha. À, dưa leo giống Nhật á, đây là nó như thế này dài. Cái trái này hai hai cái này mua là chưa có dài, còn có trái nó dài hơn nữa. Trái này mua là dài được có hơn 1 gang thôi, này hơn gang, còn trái còn dài hơn nữa, trái có thể 2 gang. Rồi nị hôn nó kêu đi nhá, nị hôn kêu đi và khỏi đi đâu nữa. Đây, cô đây với Sika và bên tôi nó mua cả này không? Nó dài rồi sao mà nó có mấy cái ra ra như thế này, màu thì màu xanh đậm, ăn rất là giòn luôn nha, giòn và non. Hai cái dĩ này là mua là trái chưa có dài, và kỳ trước là mình mua là cái trái nó còn dài hơn nữa. Biết lắm, dưa nha, dưa nha, chị có sức nhà này dưa như nó biết tao, nó mất anh là cái gốc liền đấy, này này, này này, bây giờ cái này này sẽ, bây giờ nó sẽ đi đến.
シャワーするか。Siêu nữa. Sau khi đã cắt xong, rửa sạch và bây giờ mình sẽ cho muối vào. Kore kireshita to ichimai ichimai zibun no suki ichimai ichimai kiru natta na. Để ima kore siêu oku suru na. Đây là chén ăn cơm nha, chén nhỏ ăn cơm của mình đó. Kore gohan no chawan ne chisai chawan na. Sẽ xài bao nhiêu muối này, khoảng chừng nửa chén cơm, nửa chén cơm nhỏ. Còn cái này là của mình là 1 ký 2. Còn đây gọi xin nó kêu đi và ichi kilo ni 1 ký 2, cho nên mình sẽ ướp muối nhiêu đây. Cái này là theo mình thích mình ướp như thế này nha. Sau đó mình sẽ trộn đều nó lên. これ ママ待ってするな時間待っていきようよ Đây là một cái tô nha. これちょっと大きい茶碗な Bây giờ mình sẽ để đường vào. 今は砂糖に置くな Mình sẽ xài nhiêu đây đường, gần đầy một tô đường, nhưng mà tô này là tô nhỏ nha. Cô đi ichi ban oki chao ăn sáng nay đấy mồ mốt tô no hồ bố hăng nó chao ăn đó. Đây mình xài đường như đây, đây một cái tô bằng như vậy nữa nè. Cô đây mua onaji nữa, onaji cup. Cô đi với soju, cái này là nước tương. Thì cái này là cái này là cái tô bằng cái tô này ha. Nếu mà mình không thích xài nước tương thì mình có thể xài nước mắm nha, mà người Việt Nam mình định hay xài nước mắm, mà tại vì chồng mình thì ổng lại thích ăn nước tương hơn. Muối xì muối xì im mà xin cái dầu sữa ra. Người nào thích ăn nước tương hay nước mắm thì cứ việc để cho thay thế mà xài nha. Chồng mình thích ăn nước tương cho nên mình xài nước tương. Còn người Việt Nam mình lại thích ăn nước mắm thì để nước mắm. Và cũng có người thích ăn nước tương. Đây mình sẽ xài gần nửa cái tô nhỏ nước tương. Hoặc là ai xài nước mắm thì xài nước mắm ha. Còn đây có sư nè. Sư này là giấm me nha. Mình có giấm me nên mình xài giấm me thôi. Mọi người có giấm gì thì cứ xài ha. Mình sẽ xài 2 muỗng giấm me. Vậy thì chỉ cao mi spoon. Mi sư nó là nước nha. Mình sẽ xài một tô nước, gần đầy một tô nước như thế này. Có đấy mi sư nó. Nước tương hay nước mắm, đường, giấm và nước soju, sato, su, mizu.
Vì mình sử dụng nước tương thì cái màu đen của nó là như vậy là mình thấy đủ rồi. Mình không muốn cái dưa mắm của mình nó, cái dưa leo của mình nó sẽ đen hơn nữa. Cho nên mình sẽ không có thắng nước màu, không có làm màu cho cái dưa nha. Còn nếu mà ai xài dưa, ai xài nước mắm á, mà muốn cái dưa leo của mình nó lên màu như là dưa mắm á, đẹp á, lên màu đẹp á, màu mờ như cánh gián á, thì mình lấy cái đường này nè, mình đi thắng nước, thắng như là thắng nước màu á, lấy ra 2 muỗng xong rồi mình thắng nước màu, mình để nước vào, mình xài nước này mình để vào rồi mình trộn lên, mình nấu để chung hết vào, mình nấu cho nó sôi lên xong rồi để nguội rồi sử dụng nha. Còn mình thì cái màu màu đen này là đây mình thấy là quá đen rồi, cho mình không cần phải thắng nữa. Còn nếu mà ai xài nước mắm á, thì mình nên thắng thêm một tí, lấy đường này nè nên thắng thêm một tí đặng tạo màu cho nó nha, tạo màu cho dưa. Mình sẽ cho cái tô nước hồi nãy vào nha, xen cây mi sườn đó, mi sườn cái gì đây tên á, và cho thêm đường hồi nãy rồi không, xen cây sa tồn nhé. Cái tiếp là giấm sườn, nước tương hay là nước mắm soju nữa. Giờ mình sẽ nấu gỏi cho nó sôi lên. Cái màu à nè. À chưa nào đi mất tiền á. Cho si tê của xe mười sa tổ của đây. Nay nhà tàu à. Chim đi sửa luôn nha. Để cho nó sôi mà đường nó tan ra đó. Vừa tan ra là mình tắt bếp được rồi. Giờ nước sôi rồi mình sẽ tắt lửa nha. Ý mà cô đây, ô dù đây kia ta chưa nạt ta ra cả là xin mê luôn nè. Sau đây cả là chỉ mê tay nạ rưng mát tiền nè. Giờ mình sẽ để nguội nha. Dưa leo sau khi mình đã ngâm với muối rồi mình thấy là nó đã mềm rồi. Đã mềm như thế này là ok ha. Kiri Toshio Iso narai matte sore kara ima kore natta miru na wa kore chiku wa kore ok na moshi kore kiri naru wa ok de. Mình kiểm tra mà mình thấy cọng dưa leo nó mềm như thế này là được rồi nè. Nước muối nó cũng tan hết trơn rồi, thành nước rồi nè. Sio wa ima wa misu natta na để ima wa aru suru na ipa aru suru no moshi wa sukunai aru wa shio no aji mara kiuri no naka wa taberu taihen de. Bây giờ mình sẽ rửa cái nước lại, rửa cho nó nhiều, cho mình rửa mình bóp cho nó ra cái chất mặn á bớt nha, tại vì mình đã ngâm lâu á, cái này bây giờ nó rất là mặn. Rồi 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 để lên nạp cả mặt.
giờ mình đem ra mình phơi gió hoặc là phơi nắng nha. Ima kore mama soto ni oku ta kaze wa tasukete toka nikko tasukete hijiyou na. Rồi Nihon no Kyuri nè. Cái này là dưa leo Nhật. Rồi dưa leo Nhật sau khi mình mua về mình sắc bỏ cái ruột rồi mình ngâm với nước muối, ngâm cho nó mềm như thế này rồi xong rồi mình rửa lại sạch sạch rồi mình đem ra mình phơi cho nó ráo thì được như thế này nha. Rồi đây Nihon no Kyuri cao kai ru sore kara naka ni iranai suru. Sore kara isoshio ni naga shikan matte da kara yawara kai natta ni ru kedo. Kyuri no tane tottan na. Sore kara isoshio ni 1時間ぐらい待って で、 それから磯水をきれい洗った それから外に風助けてライナとするしたの だからこういうこれになったのこれ それそのまま食べるも美味しいで で、 それからこれは醤油 酢、味噌、砂糖 これは混合の糖 rồi nước rồi đường rồi một miếng một chút xíu giấm mình nấu lên rồi xong rồi mình để nguội. Rồi đây cái đó gọi là oyu shita. Chứ nạt ta rồi đây cái đó chuẩn bị tay nào rồi mát tay nạt ta nó. Khi mà chuẩn bị tay nạt ta nó. Để ít mà có để ít được nữa. Chắc là chỉ cái này được. Chỉ cái xíu. Chỉ cái này là chỉ cái này là hoa xì nhá. Nếp ăn これ一層な全部、混ぜるんだ味を染み込ませるんだじゃあお店のタップで言うかなお混ざった混ざったねじゃあラムじゃあ冷やべほうnếu mà có thời gian thì mình để cho nó thấm một tí đi rồi xong rồi mình hả để vào hũ cũng được nha tại vì mình làm mình để vô liền á không có thời gian muốn xì ra đây và xì căng ả đưa qua của đi mama xì căng mắt đẹp ả xì qua kêu đi mốt tàu hai rồi sau đây cả ra hạ cổ cửa có gì nè và đi chết tàu hai dây sửa đưa rồi sửa đưa sau đây cả ra sư gửi hạ cổ cửa nè chết tàu hai dây nè yêu kỳ nè yêu kỳ hôn tàu qua của đi mama xì căng mắt đẹp có gì nè ả xì qua kêu đi mà cả hai rồi sau đây cả ra hạ cổ mắm thì mình thay nước tương bằng nước mắm nha. Ồ. À chứ coi cái này nó có để cho được cái nào. Mà chứ coi chứ kia cả. Coi chứ kia cả sử dụng. Mà これ キュウリ見えんもんこれ。うん。ちょっとしか見。それからあとはキュウリはこれ色になる。欲しいだからこれになった。するな。Mình thích cho nó đậm diện tí cho nên mình sẽ đổ nhiều nước này chút. Sau này là cái nước cái dưa leo này nó sẽ thành cái màu này là mình khỏi cần thắng nước màu nếu mà làm nước mắm mà muốn đẹp thì mình để thắng nước màu cũng được. Rồi, à tao phải xem mắt. Cái này là 1.2 của đây của Kyuri của Ichi ni Ichi kilo ni. Sau đây cái này à tao chốt tao mi được ra luôn. 20 cm cao rồi Ichi kilo ni. 1 kg 2 kg 2 của dưa leo. Mà làm xong rồi còn lại được như đây á. Nó kẹp xuống một chút xíu. Chi sai nào ta nè. Dạ ok. Dì căn mắt tê nữa. À từ ta biết được kêu quả kêu chết mi được nó. Bây giờ mình sẽ để đây cho nó thấm. Sau đó sẽ mở ra. Khi mà được rồi mình sẽ mở ra. Mình sẽ quay video cho mọi người xem nha. Ok. Ok. Mình làm từ dưa leo Nhật. Nhưng mà dưa mắm là mình thay bằng nước tương nha. Mình làm nước tương. Tại vì dưa mắm của mình thì mình làm nước mắm. Còn này mình làm nước tương. Tại vì chồng mình không có ăn được nước mắm. Còn đây kiwi tô soju tí sô nó tô sato nó để kêu qua ni ni chi để kêu tao. Hôm nay là đến ngày thứ hai rồi. Giờ mình mở ra nha.
Vậy được. Người trước người ta làm thì người ta nói là 3 ngày hoặc là 5 ngày hoặc tuần. Bây giờ ngày thứ hai mình mở ra thử nha. Hokkaido suru wa 1週間. 1週間 rurai to ka go ni chi rurai to ka san ni chi rurai. Để một vài chất hai giai của nên ni chi nữa. Ni ni chi wa kore để cái tạo mùi đi. Nè. Thì để iromi rồi để cái tạo gì đâu. Nên là ngày thứ hai là nó đã được như vậy rồi. Để ý mà có đây. Vậy chị tạm biệt luôn đó. Chút mắt thôi. Đây. Vậy tạm biệt luôn đi. Sắp bài. Đi bài sâu dù cả nè. Hãy đi chơi. Chút tổ, mất tổ sạ tổ hồi xì. Sạ tổ, đá mê ổ, つけ物に sạ tổ入れた。Cái này á, cái này như vậy là ăn được rồi. Cô đây xong rồi. Owata để khi ta cho đây cả là tổ ý chứ ta biết đâu á. Dì bún nó ashi và mất tổ amai hoshi và sa tổ ý đi đâu tổ cả cả đây suki và cả đây ok sửa luôn đó. Chỗ đây, nhưng mà chỗ đây rồi. Ừ, ông ăn mặn quá gì mặn giống nó ngon. Ngon. Sôi của anh ta bị tao ôi xì Ngon. Ừ, ngon ngon. Ông nó ngon, còn mình thì mình thấy hơi mặn. Ê, nếu mà mình ăn thì mình sẽ trộn thêm một miếng đường, miếng tỏi, miếng ớt rồi vô. Như vậy là ăn được rồi nha, ăn được rất là ngon. Mình sẽ chọn thêm miếng đường miếng tỏi đó, còn ổng là ổng ăn vậy thôi, ổng mới ngon rồi. Mình làm dưa như thế này nè, thì giống như ở ngoài chợ bán á, dưa dưa mắm đó, mình mua về là mình phải mặn, rất là mặn như vậy nè. Rồi xong rồi cái mình sẽ trộn đường vô, trộn tỏi vô, trộn ớt vô, chanh đồ vô. Đó là phong cách của mình ăn, có người Việt Nam mình là ăn như vậy đó. Như vậy là hai ngày là ăn được rồi. Đó là ý mà これに chi ok đấy. Ok, thì nên là 今一番美味しいで、ちょっと甘いぐらいや。美味しい。もっと砂糖が、ngon. Ngon. 砂糖がなかったわ、わしは好きだわ。うん。あんならにじらんる、もう感じ。で、はいはい。ポケットはもっと長いおくよ。3日とか1週間。うん。はい。にだ、はいはいは、もう検査して2日は、もう飲んだからだ。まあ、もう、これはぬくとんや。こんぬくまん、もう、người làm những người trước người ta làm ぬくまん。じゃあ、người ta sẽ để 1 tuần 5 ngày。こんもんは、用ぬくとん、じゃあ、もう2日は、もう検査は、なんかの。じゃあ、わしもかい。次回、わしチェックする。次回、ビデオするって。もう一回一枚な。うん。何しゃべれ。見える。聞こえる。聞こえる。うん。はい、ないな。ねね、中で。うん。これ、これ色。みたいな。うん。緑色に醤油の黒色が混ざった。Hôm nay mình ăn thử con gái mình nó làm ra nha. Thật là ngon không nha. Đứa ngon dạy nó làm ngon quá ta. Nhưng con ăn hơi mặn á. Hơi mặn. Tại dưa mắm mà. Ngon mẹ giòn. Phải giòn. Mẹ chọn rồi cho con. Giòn. Ừ. Mà hơi mặn. Phải thêm đường bột ngọt. Đúng rồi. Nhận thì chanh đồ vô. Con làm giống như ngoài chợ bán thôi. Miễn không là ngoài chợ người ta bán nguyên như vậy. Rồi xong rồi về nhà là mình phải trộn vô. Trộn đường. Rồi xong rồi ngon. Nhưng mà có cái hơi mặn nha. Thì đã nói dưa mắm là phải mặn. Nhưng mà có sao mình nói vậy. Thì đúng rồi, ý con nói là cái này là dưa mắm là mặn là nó là đúng rồi đó. Tại vì dưa mắm là phải cái mặn. Khi mình ăn á, mình đem ra. Nhưng mà con dùng nước tương đó mẹ. Tỏi. Ừ đúng rồi đó. Nên như chanh. Như thế này nè là bắt đầu mẹ sẽ làm nè. Mẹ làm cho con nè. Tỏi vô. Vô đường vô tỏi vô nè. Okay. Vô đường vô tỏi vô là ngon, là lúc mà mình mua về nhà đó là mình sẽ vô đúng đường rồi. Vô tỏi. Còn ngoài tiệm mà dạng như chưa trộn á, người ta bán cái loại mà chưa trộn là cái này nè. Là chưa trộn là làm nguyên xi là như vậy là người ta sẽ là nó sẽ mặn như vậy để mày biết chưa? Để giữ được lâu. Thì một cái nếu mà người ta làm dưa mắm người ta xài nước mắm á nó mặn hơn nữa nha. Còn này con xài nước tương của ổng đó. Nước tương nước ngoài, nước tương Nhật của ổng đó là nó đỡ mặn đó. Tại vì ổng không ăn được nước mắm. Bởi vì con mới dùng nước tương thay thế đó. Để ô ba sàng vô à, ôi xì, ok. Nếu mà muốn xì ô ba sàng tà bê rưu à, mốt tôi xa tổ hô xì đất tê sập bay cả ra. Ô ba sàng ama sư kì. Ý mà sư gôi sập bay. Ý mà kè rè dù, ê, nên đi ô xì ô mưa. Kè rè của tà bê rưu ô xì nè.
cách chàng người ta đi đường oxy du rồi nếu mày làm nước mắm mày chọn thế một bài sản du về và si sa tổ hồ si sa tổ tốt khả đại ổ cử tố nên đi cư ý sâu hồ si. Chồng thì ông nói là ông nói ngon, ăn như vậy là ông khoái, ông ăn chưa trộn gì ông khoái nè. Còn mẹ với mình thì khoái là trộn thêm đường vô, tỏi, chanh, ớt. Đó là con khoái như vậy để vô, giống như là ở ngoài chợ hồi lúc trước đi chợ mua vậy nè, chưa trộn về nhà rồi cái mẹ trộn cho con ăn đó. Là trộn như vậy đó con thích. Nhưng mà mình làm ở nhà thay vì mình khó đi chợ mua là mình làm như vậy. Để hồi nữa nó không thích thì ok không? Mẹ. Mà mẹ ăn cái này là giống ok rồi phải không? Ừ. Vừa miệng mình phải chọn lại. Đúng rồi, mình làm thôi chọn rồi thôi chứ mình ăn theo khẩu vị người ta cũng không có được. Mình giữ lâu quá mẹ. Cái này để lâu được mà. Như là ớt tỏi đường bột ngọt ha. Chanh thì hồi nặng vô sao. Sato toniniku to karai to okasan no suki karai mo kudamono ne to hoka wa ashi no moto ne wa kore okasan no ashi ne jibun no ashi wa chikuru ne kore lemon ne. Làm giống như kỳ rồi mình làm củ cải trắng á. Củ cải trắng á khi mà làm ra nếu mà ăn vừa ăn vừa miệng á thì khỏi trộn. Còn nếu mà không vừa miệng á thì có thể trộn như thế này. Thêm đường, thêm đồ rồi vô. Trộn như vậy. Trộn như dưa leo này luôn nha. Củ cải trắng ngâm đường kỳ rồi mình làm á. Thì con làm củ cải trắng ngâm đường đó mẹ. Mà mẹ cũng muốn trộn thêm đúng không? Mà ổng giống cái gì ngon, ổng khoái ăn vậy thôi. Ổng ăn vậy là vừa miệng ổng. Nhưng mà con cũng cảm thấy là trộn vậy, con thích trộn hơn. Làm ra xong rồi cái khi nào mình ăn bao nhiêu, mình lấy ra mình trộn bấy nhiêu. Xin cây đai con tô, xa tàu quả xì chú cút tà đấy. À đấy mô na xì nó. Mô xì quả xì vững nó à xì sư kì nai quả. Mô tò à xì ổ cử hô xì quả khổ đê ổ na xì nó. Ý cư ra tà bê rư quả ý cư ra à xì ổ cử. Sở đê cả ra tà bê rư. Mô xì à đấy mà tà bê rư sư kì nai nó. Chỉ là nó thấm tại vì cái dưa leo nó cũng vẫn là mặn rồi. Ừ, biết rồi. Mà con hiểu không? Bây giờ đợi khoảng chừng 15-20 phút nữa cho nó thấm, đặng cho nó đỡ mặn rồi ăn. Dưa có phun rửa ra, tôi cả nên dưa phun rửa ra mát tè nè. Cô đây mà mát tè. Trước khi mình ăn mình đem ra trộn trước.